Cầm nha. Trời ơi, mía đông sen đẹp này. Thưa đã thưa. Cả cái hang nhà đấy của ông nghe. Ê, ông đi chung cư mà hỏi nó đâu ông đi. Ê, cả, cái vùng đi. Ba đi là bơ chi bạc. Ba hết, cái bơ bụi của mi. Bơ bụi trời. Đúng rồi, ba lên tư à? Không, bơ bụi của mi. 034 à, 034 à? Không phải, 034 không phải, 034 đây là bột mà, bột mi chín muôn mà. Bơ bót quả tròn. Không bơ tư đâu bạn ạ. Thì là ba tư đất. Đây trong được mấy cây không có thứ. Cái này là cái gì gọi là mía, như là mía bán nước dư như đến tháng 10. Cái bán được từng mô con từng mô nữa là đi tháng 11 là đi chặt với cái lô ngoài này luôn. Còn đây là cần đi bán này. Cái to này. Mía bán nước các bạn ạ. Mía nước nhé. Một cân thì mấy nghìn bác. Nhìn cân 2.000. Cân 2.000 không ăn, cân 2.000 bác bao nhiêu tiền mía đây này. Đi là hết cả bao nhiêu hecta này. Nông ngoại được chán lắm. Nhưng mà bạc nó nói là mình bơ tư học theo đi nha mày. Khoảng hạt 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 đó. Không mà bơ tư. Cái đi cái nó bơ đỏ. Đoàn nó bơ đỏ bọc hề. Đó hắn dê bọc đúng không á. Thấy nè. Dạ bà chứ. Ở các bạn này, dư đi là dê bọc không đây. Này. Bà có cho nó chậu cái với em nước. Đó. Dê bọc không á. Dê bọc không á. Cho bà đó. Cho bà đó. Cho bà. Cho bà. Cho bà cả này. Cho hạt. Mới là một đông, thăng một đông á. Tâm gái bán được bao nhiêu tiền nữa này? 2.000 một cân mía. Cái này mía là tự lên là mua sao cân chặt chưa chặt á, ông chặt nó bán cây là 1 tấn 2 triệu. Bắt chuồng. Có như bây giờ là nổ máy ở dưới kia là một vài cấp được ở đây và một vài hủ cái chia ra ba nhánh đi đây, đi trùng lỗ. Đi theo đó. Bắt chuồng. Nếu ai không tin từ giờ lội xuống xem là biết là mình vậy là nó lụt người đó. Đây. Khối mà. 80 khối mà. Cái hồ này 80 khối. Sâu hay bạn hay? Sâu chứ. Sâu đó hơi. Sâu mà. Lội vào đây là tụi nó. Ăn sạch vô đây thì cái. Thì cái chứ. Bây giờ là một đó cái voi vô rồi nó. Đào đó. Một mảy được đây. Ăn mệt vẫn tín đấy. Đó là hụt đi chia cho ừ, cây chi là chó đi cây rồi đấy. Sau là mình cây chi là mình cho voi vô đó. Đặt một bảy đây luôn, một cầm 10 đây luôn. Đặt ở đấy luôn à? Mà đặt đỏ luôn anh, đặt cho voi vào luôn. Cho nó ngắn cái tấm lại đó. Ngắn lại cho không cho phân cho bà vào đi. Đó, thế đấy anh ấy có cái đất ở đấy. Có cái gơ đấy. Mình cắn những đỏ phản là... Phất chuồng đổ đây nhỉ? Phất chuồng đổ ở đây. Bác là từ cây nông nghiệp mà nuôi được mấy bốn con chứ bốn bán ở Thái Hòa ở Vinh đất đai gì đất ngoài đất làm mía còn đất ở. Thế là mía thì hai cứ chặt 2.000 một cân, 2.000 cân nông nghiệp thôi. Nông nghiệp chứ mình phải khẳng định cái đúng nông nghiệp là giá thôi mà. Thân mua, nhưng mà cái động cơ là phải như nhau. Đúng rồi. Cái động cơ mà không như nhau là không năng suất được, không hiệu quả được. Quan trọng về cái tư liệu sản xuất. Tư liệu thì nói thật anh là thứ nhất là cái đầu, thứ hai là có ngân hàng, thứ ba là có nhà máy. Đúng rồi. Có anh Lương đây. Bao nhiêu là có nhà máy. Có anh Lương đây. Đúng rồi. Cái mấy cây là cho vay không lại 70 triệu này. Cái máy bón phân 40 triệu. Bây giờ ta xem cái máy bón phân đây. Đi anh ta, chị em ơi, anh em ơi. Đi bộ về nhà đâu. Đi hết luôn này. Đi bộ về nhà thôi chứ. Đi bộ thôi. Đi xem bảo họ quay đầu rồi. Rồi. À không, họ quay đầu rồi, để tôi đi bộ. Làm cho nó. Giờ đi giờ khê khá rồi. Có lý vô tư tài.
tỏi đây. Thôi, bà giang không. Đây đây. Tỏi đây. Bà giang không thôi.